Đây, hello anh em nhé, hôm nay đêm xuống gần 10 giờ đêm này. Lắp cho anh trai của bóng led 3 màu các bạn nhé. Bóng này thì bảo hành 6 tháng anh em ạ, 1 đổi 1. Con này led 3 chế độ anh em nhé, vàng trắng này, là pha cốt là trắng, bật phát thứ 3 lên màu vàng. Con này led siêu sáng các bạn nhé, 65W. Đấy, con này đó là như zin, nhưng mà riêng lắp vào dòng K50 thì tất cả đều là zin. Nhưng các bạn lưu ý giúp mình là các bạn bẻ giúp mình một tí thôi nha các bạn này. Rồi, các bạn cắt đi, các bạn cầm một dao dọc giấy ấy. Các bạn cắt đây này. Đấy, chém vào đây và cắt đi một phần như này. Có nghe cắt cho nó cụt bằng bằng cái mặt này luôn anh em này. Đấy, thì tại sao như vậy? Để cho cái dây điện nó chui ra. Thế còn thế xong rồi, còn tất cả đều như zin anh em nhá, không chế cháo cũng như không khoan đục phai cái gì này lọ cả. Bóng này thì anh em đi đăng kiểm thoải mái anh em nhá. Ở Hà Nội thì mình bán rất là nhiều rồi. Anh em đang đi đăng kiểm thoải mái nên anh em yên tâm là bóng này 80% mà đi đăng kiểm chúng nhá. Còn chỉ có một số nơi nó khó tính thì nó bắt tháo ra thôi, còn tháo ra thì các bạn lại về zin thôi. Không phải chế cháo gì cả. Đấy, còn đang số là mình bán Hà Nội anh em rất là nhiều, đăng kiểm cực khó luôn thì người ta vẫn đăng kiểm được anh em nhá. Hiện tại tháng này tháng 10 anh em nhá, 2024 đăng kiểm thoải mái luôn, mặc dù rất là gắt nhưng mà vẫn đăng kiểm thoải mái. Đấy, ok anh em, giờ mình sẽ lắp vào tôi thử cho các bạn xem cái ánh sáng của đèn pha nhá. Anh em nhá, giờ anh trai anh bật thử cho anh em xem nhá, test thử này. Đấy, đấy, đây, đây, ánh sáng trắng đấy, đầu tiên trắng này. Đấy, các bạn nhìn xe này. Đấy, trắng này. Đấy, rồi tắt đi bật lại lên màu vàng nhá. Anh tắt đi bật lại lên màu vàng. Đấy, màu vàng này các bạn thấy không? Đấy, màu vàng này thì anh em có thể chơi sương mù này, rồi là hôm trời mưa này, cháy rất là sướng, thích luôn. Đấy, ok với anh em đây, nó rất là rót nhá, nó không hề té tê le nhá các bạn nhá. Đấy, anh chuyển đổi đi anh, cho màu trắng đi anh. Đấy, màu trắng này các bạn này. Đấy, ok, anh em qua lắp ủng hộ mình nhá, số nhà 110 đường Đỗ Mười các bạn nhá. Đấy, đêm xuống giờ hiện tại đang rơi vào gần 11 giờ đêm đấy, anh em thấy vào cũng rất là đông. Đấy, ok luôn anh em nhá, rất là sáng luôn, đấy, các bạn thấy không. Ok, giờ mình sẽ lắp giải trai hai của bọn hai cái ốc nhá là xong nhá.